À, và cảm ơn câu trả lời của bạn Uyên. Và song song đó, các bạn cũng sẽ được hoàn trả lại học phí 60% chi phí học của mình và giúp cho các bạn tốt nghiệp chương trình đại học trong vòng 2 năm trở lên. Vy ơi, ra đây. Có bạn của em tới tìm em kìa. Ok, chờ xíu. Em đi đây cái. Tụi mình đi. Mày không biết nhỏ đó là ai thật hả? Tao không ngờ anh Phong đối xử với mày như vậy á. Có nước nào làm cho người ta qua đó rồi sẽ quên hết mọi chuyện không mày? Du học không phải là cách chạy trốn tốt nhất đâu. Mày về suy nghĩ thật kỹ rồi gọi lại cho tao được không? Alo, ủa gì vậy anh? Mà để em qua đường đã. Khoan đã, anh có một món quà muốn tặng em. Quà gì? Em muốn có quà, phải chơi trò chơi chứ. Trò gì vậy anh? Giờ em đếm thử xem có bao nhiêu vạch trắng băng qua đường. Một 17 vạch. Vậy mỗi một vạch là một nốt nhạc. Em bước một bước, anh hát một từ. Sau khi em bước qua 17 vạch, em phải hát lại bài đó cho anh. Sao khó quá vậy? Không khó đâu, phần quà lớn lắm đấy. Ok. Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây xuyên mây ta đến bên nhau anh yêu em. Em hát lại nguyên đoạn đấy đi. Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây, xuyên mây ta đến bên nhau, anh yêu em. Đâu, quà em đâu? Món quà vô giá là anh này, lấy không? Nắng sẽ thay mùa xuân phủ quanh đây, xuyên mây ta đến bên nhau, anh yêu em. Đen, đen. Đây, cappuccino của em đó. Anh, nhưng mà em gọi green tea mà. Nhưng mà anh biết em thích cappuccino. Ủa, nhưng mà nguyên tắc của anh là... Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, khi mà em về đây làm thì anh phải làm theo nguyên tắc, không được bán cappuccino sau buổi trưa. Nhưng em ơi, đây là Việt Nam. Em nhớ cho là không thể áp dụng văn hóa và lối sống của người Ý cho người Việt Nam được. Ở đó cũng vậy á, em được học rồi. Uống cappuccino sau buổi trưa là mất hết tinh túy cappuccino đó. Bây giờ em muốn mất hết khách này là mất hết tinh túy, mình không buôn bán gì được nữa. Nếu mà như vậy á thì anh tự làm đi. Mày, Nè, tao anh nuôi định cho làm ăn gì vậy? học á, bây giờ mày ăn nói tao vậy đó hả? Ê, không được chọi đâu nha. Bỏ xuống. Không được chọi. Nè, chọi là lỗ đầu á. Anh Trung Ê, anh định ơi, giết người hả? cappuccino của em có chưa? À, thôi chết. Hôm nay quán hết nguyên liệu làm cappuccino rồi em. Anh ai vậy? Khách quen. Ủa, ai vậy anh?
Em trai anh học barista ở Ý, mới về phụ quán được một thời gian. Hai người là anh em hả? Bộ không giống nhau hả em? Dạ cũng hơi hơi. Chắc tại đứa giống mẹ, đứa giống ba. À mà Trúc ơi, anh nghe nói thói quen uống cappuccino sau bữa trưa của em làm mất hết tinh túy của cappuccino đó. Anh nói gì vậy? Mình là người Việt Nam, mình sống ở Việt Nam, không thể nào áp dụng cách sống và văn hóa của người Ý vào Việt Nam nữa. Em ra ngoài đi, 5 phút có cappuccino cho em. Dạ. Anh cười ghê quá à. Mà lâu rồi em không gặp anh trai của anh. À, ổng hả? Ổng giao cho anh cái quán này xong đi du lịch luôn rồi. Công nhận nha, chân ngắn mà thích đi du lịch dễ sợ luôn á. Mà toàn đi leo núi không mới ghê chứ. Đây. Mà mấy hôm cappuccino của anh em uống cảm thấy rất là đặc biệt. Cappuccino của anh pha mà, pha đặc biệt thôi. Anh nói giỡn đó. Chứ anh biết em dưỡng với sữa, nên là nó tiết chế lượng sữa trên cappuccino rồi. Bởi vậy em luôn là khách hàng trung thành của anh. Cái này nè. Em ăn đi, anh no rồi. Tôi cô đơn. Ra mở cửa kia. Cái gì? Ra mở cửa kìa. Mày mở đi. Ra mở. Anh ơi, ở đây cho mướn nhà đúng không anh? Sao? Gái. Gái nào? Ở dưới nhà. Thì sao? Hình như tới thuê nhà đó. Tới thuê nhà? Ừ. Mày xuống mở cửa đi, tao đang làm việc nữa. Ờ, để tao xuống, nhưng mà nó đẹp lắm nha. Ê, ê, khoan. Đẹp lắm. Đẹp.
Thế thôi, mày lại đây đi nhá, tao xuống dưới cho. Ừ. Kìa. Quay. Ê, mướn nhà. Người ta là con gái, mày kêu kiểu gì đấy? Mày kêu như vậy, người ta mới quay lại. Ủa, anh cho mướn nhà hả? Không. Ê, cứng nhở. Anh cho mướn nhà, mà sao em lại bỏ đi vậy? Dạ, tại em thấy anh này đóng cửa nên em tưởng là không cho mướn nữa. Ê, cái thằng giúp việc này. Mà thôi, anh xách đồ giùm cho. Em vào tham quan nhà đi. Ê, không có gì đâu, ngay đằng trước đây này. Em thấy phòng mày được không? Bao nhiêu tháng? 1.500.000. Triệu hai. Hả? Phòng anh sạch sẽ thoáng mát thế này, anh lấy 1.500.000 là đúng rồi đấy. Phòng này mà sạch sẽ thoáng mát hả? 900. Hả? Không, anh lấy đúng 1.500.000, không hơn, không kém. Vậy thôi, cảm ơn. Bé. Quê. Ừ? Sao em bỏ đi nhanh vậy? Được rồi, bọn anh sẽ giảm giá cho em. 1.100.000. Hey, 900 thôi. Mày. 700. Cái gì? Hả? 700. Dạ, mướn về còn sửa nhiều lắm. Với lại em đang là sinh viên, cũng mới ra ở riêng, không có nhiều tiền. Mà em đang cộng tác cho mấy tờ báo tin á, cũng khó khăn lắm. Thôi được rồi, anh cho em mướn. Tiếc à? Tiếc thật. Khùng. Đấy gọi là giúp đỡ, hiểu chưa? Tao ăn ở có đức, không như mày. Mà Tùng này, tao không hiểu tại sao trước đây mày lại đỗ vào trường y nữa. Tại vì tao đẹp trai đó mà. Mày. Tao nói cho mày biết, trong cái trường y á, không có ai đẹp trai như tao đâu. Rồi sau này mày bệnh đi, mày vào bệnh viện, mày mới biết bác sĩ quan trọng như thế nào. Đặc biệt là gặp bác sĩ đẹp trai như tao. Mày về đi. Cái gì? Mày đuổi tao về hả? Ừ, tao đuổi mày. Thiệt không? Thật. Được rồi, mày đuổi thì tao về. À mà thôi, cho tao ở lại đi. Về ký túc xá buồn lắm. Tao nể mày lắm, tao mới ở lại nha. Cái gì mày? À, không. Alo, gì mày? Đang làm gì á? Hôm qua mới đi phỏng vấn, giờ đang viết cho kịp nộp nè. Nhà cửa sao rồi? Giá rẻ lắm. Chỉ cần sửa chút xíu thôi à. Mà ở đâu lận? Gần trung tâm. Chưa hay như mày á. Nhà cao, cửa rộng không ở. Đi ở nhà thuê. Tại tao muốn tự lập mà. Ông chủ nhà mày bị hâm hả? Nhà gần trung tâm sao cho mướn giá rẻ vậy? Đâu có. Chắc có lẽ do tao dễ thương. Vậy là chắc là ông xấu trai lắm phải không? Không, đẹp trai lắm.
Nghe nói là nhạc sĩ, lạnh lùng mà dễ thương. Thôi, tao đang buồn chuyện của tao nè. Anh hai tao á, tự nhiên ông bắt tao vô công ty du học của ổng, làm tư vấn cho ổng á. Ừ, có vụ đó nữa hả? Có gì bữa nào mày ngồi cho tao tập tư vấn nha. 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 À, thôi chuyện đó nói sau nha, tao cúp máy đây. Phòng được chứ? Dạ được. Mà có chuyện gì không anh? À, không. À. Ủa, có chuyện gì nữa hả anh? Không. Dạ. À. Ừ? Cần gì thì gọi nhé. Dạ. À, anh ơi. Nhẹ nhàng bước chân ta cùng dìu nhau đi trên phố nhỏ. Một lần em mãi sát vai anh nhẹ lên tóc em. Và mọi người rất vui ai cũng thả mong đôi ta đến. Ôi, dán kia, đập đi, đập cháu. Đi. Bên này này. Đập đi, dán kia. Đợi chút. Này này. Anh. Mày này. Sợ dán lắm này, hả? Này. À, không. Sợ và ghét là hai từ khác nhau. Anh không sợ dán, anh ghét dán. Yến. Phong cảm thấy Phong làm việc này có vui hay không? Yến cảm thấy mình thật là lố bịch khi giúp Phong chuyện này.
Alo. Hồi nãy gọi Phong một chuyện gì không? Nghe giọng không khỏe nữa hả? Phong khỏe, không sao đâu. Anh à, uống thuốc đi đó. Đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Yến mới là người suy nghĩ nhiều đấy. Phong ổn, chưa chết ở đâu mà lo. Nói bậy quá, đừng có nói chuyện chết dễ dàng như vậy chứ. Ừ, Phong biết rồi. Alo, ngủ rồi hả? Yến hát cho Phong nghe bài Phong thích nhất nha. Yêu và yêu và yêu anh mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Chỉ mình anh thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp. Yêu và không rời xa đến cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên. Sao anh? Được không anh? Anh thấy cũng bình thường thôi. Không biết có thành hit nổi không, vì anh không hảo thể loại nhạc này. Bài nghe hay mà. Thật không? Xin lỗi, nãy giờ có ngồi nghe kém một tí. Anh sáng tác hả? Ừ. Bài này nghe hay đó. Phong, sao chẳng bao giờ mày nghe lời tao hết vậy? Mày có biết là bệnh tình mày ngày càng nghiêm trọng không hả? Này, mày có bao giờ thấy người bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân như giang hồ vậy không? Tao không có giỡn. Tao nói tao không sao, tại mày cứ ép tao vào viện. Sức khỏe tao tốt. Khỏe cái gì mà khỏe? Mày có biết là khối u trong đầu mày ngày càng lớn rồi không? Bây giờ phải chữa trị kịp thời, nếu không rất là nguy hiểm. Không được. Chứ bây giờ mày muốn làm sao? Ta còn một việc muốn làm nữa. Việc gì? Hay là mày nói chuyện này với Trúc đi. Nếu mày không nói, tao nói. Ê, mày nói thử xem, xem mặt mày còn lành lặn được như bây giờ không. Mà nói trước, tay tao vẫn còn sử dụng tốt lắm đấy. Kệ mày đi, tao không quan tâm tới mày nữa. Wait, đùa thôi. Xong việc, tao nhập viện ngay. Được chứ? Nè, sao em đi không để ý, nhớ bị ngã hay sao? Mà lỡ không có anh thì sao?
thì em sẽ tự đứng lên chứ sao. Ê, ai cho phép em đứng lên? Nếu lỡ em ngã, phải để anh đỡ chứ. Đưa tay đây cho anh nè. Gì đây? Chiếc nhẫn huyền thoại. Tên tên tên. Anh đeo đi. Đeo đi mà. Đeo vô đi mà. Vậy chém đây. Ê, ai nói anh không đeo? Hả? Tại lúc này anh không đeo, nhưng sau này anh sẽ đeo. Vậy thôi, anh đeo liền đi. Được rồi, anh đeo. Rồi nhé. Giờ em mới biết cappuccino làm cũng khó quá ha. Uống liền đi sư phụ. Anh nhận em làm đệ tử hồi nào mà gọi anh là sư phụ? Thì anh chỉ em công thức làm cappuccino nên em gọi anh là sư phụ chứ sao. À, ý của em là bây giờ biết rồi, mai mốt tự pha nhà uống đúng không? Làm gì có, anh pha em thấy vẫn thích hơn. Thiệt không? Nếu mà như vậy á, mai mốt anh sẽ pha cho em uống suốt đời luôn. Em biết không, cà phê có ý nghĩa rất là quan trọng với anh. Mỗi khi buồn, anh đều pha cà phê thì nỗi buồn của anh sẽ tan biến hết. Cappuccino của em uống có mùi ngộ ngộ ha. Thiệt hả anh? Tại tay nghề của em còn yếu. À, em có món quà tặng anh nè. Có bài mới em mới viết á. À, giỏi quá ta. Thôi được rồi, để đây đi, chút nữa anh đọc. Mà em nè, em định như vậy với bạn trai của em hoài hả? Anh vô duyên quá, tự nhiên nói chuyện này. Thôi mình đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ em muốn làm gì cũng được, nhưng mà anh sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ em. Anh, sao anh ngồi đây? Anh làm gì anh uống say dữ vậy? Anh có sao không? Có bao giờ anh nhậu say gì đâu. Quan tâm tới tôi làm gì? Có bạn trai mới rồi mà. Anh nói gì vậy? Đừng tưởng tôi không biết. Thằng cha bán cà phê cao như con khủng long ấy. Em với Khôi chỉ là bạn của nhau thôi. Mà nhìn hai người cũng xứng đôi lắm. Em tìm bạn trai mới đi. Buông ra. Buông ra.
Trúc, em có sao không? Có chuyện gì vậy? Em có đau lắm không? Tên đó bạn gái à? Nói cho anh biết đi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là lần đầu tiên tao thấy có người lớn tiếng với người yêu mình như vậy đấy. Ai? Ai đã làm em như vậy? Ai? Lỡ tay một chút thôi mà. Vết thương của cô ấy. Mày nói với tao làm gì? Đâu phải người yêu tao đâu. Mày vừa nói gì đó? Mày điếc à? Tao nhắc lại, Trúc không liên quan gì tới tao. Nè, đây là bệnh viện, không phải chỗ đánh nhau. Anh. Nè, đây không phải là chỗ đánh nhau. Anh có sao không? À. Nè. Anh, em muốn đi về. Vết thương của cô ấy khá sâu. Hiện tại bây giờ anh đừng để cho đục nước. Đây là đơn thuốc, anh xuống dưới lấy thuốc đi. Đi. Mày vừa lòng mày chưa? Mày làm như vậy mày thấy vui lắm hả? Vui. Mày. Vì đây là lần đầu tiên tao có thể làm điều tốt nhất dành cho Trúc. Mày thấy đấy, người ta thương Trúc lắm. Mày nghĩ sao? Một thằng bệnh tật như tao, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Uầy, bác sĩ, tao sẽ nghe theo lời mày. Tao hết việc để làm rồi. Mày điên rồi. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa. Em ăn một chút đi rồi uống thuốc. Bây giờ tạm thời em cứ ở đây đi. Anh nói cô anh rồi, cô anh dễ thương lắm, cô không khó đâu. Em sao vậy? Không biết sao nữa. Tự nhiên sao nước mắt em chảy hoài à? Không biết có bị đau mắt không nữa. Dù cho em đau mắt hay em đau lòng thì anh cũng ở bên cạnh em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình tròn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta. Vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút bối rối, có chút tan vỡ, có chút thương nhớ tình ái. Mm-hmm.
Chưa bao giờ Yến thấy Phong cười tươi như vậy đó. Hay là Yến chụp Phong vài tấm nữa đi. Hả? Vì bây giờ Phong muốn tập cười tươi. Đi ngang qua công viên này mấy trăm lần mà bây giờ mới thấy nó đẹp. Nhưng mà photographer này khó chịu lắm, chụp là phải cười hoài. Chịu không? Chụp nè, cười tươi lên nha. Đồ đạc còn sót lại, anh mang trả em luôn. Trời sắp mưa rồi, anh đâu cần mang qua tới đây. Mai em qua lấy cũng được. Khỏi, anh muốn tự đem qua. Vì nếu em qua thì sẽ không vui đâu. Em hiểu rồi. Thôi, anh về đây. Anh, khoan đã, đem dù về nè. Thôi khỏi, anh tự về được. Anh. Vậy hai người tính đi du học kỳ này cùng nhau hả? Ừ, ta sẽ đi với anh Khôi. Ta học thêm một khóa báo chí, còn anh Khôi sẽ học thêm một khóa nâng cao về barista. Mày làm ở đây, coi giúp tao thủ tục thế nào, làm càng nhanh càng tốt. Về vấn đề xin trường thì em cứ yên tâm, bên anh sẽ làm hết hồ sơ cho bên em. Trước mắt thì em với lại Khôi nên lên cho lớp học phỏng vấn của bên anh. Bên anh sẽ hướng dẫn cho bên em cách phỏng vấn để làm thủ tục visa khi du học ở Mỹ.
đang vừa làm việc, hai người ra đây có sao không? Là sếp mà em, không vấn đề gì đâu. Út, lên xe lấy quà ở công ty, cho hai em đi em. Cảm ơn hai người đã đến tiễn tụi em. Quà của công ty tặng riêng cho hai người nè. Có mình tao đưa mày đi thôi hả? À, ba mẹ tao đi công tác ở Đà Nẵng rồi, chắc vô không kịp. Còn người kia thì sao? Tao có báo với Tùng mà chắc người đó không tới đâu. Mà tới cũng không biết nói gì nữa. Tùng, mấy giờ rồi? 3 giờ. Mấy giờ bay? 4 giờ 5. Yên, có thể nào chụp cho Phong tấm hình được không? Nhưng lần này phải chụp đẹp thật đẹp đấy nhé. Cười nè. Cho Phong xem hình. Hình như mắt Phong mờ rồi, không thấy rõ. Yến nhìn hộ Phong ấy, có ổn không? Ổn. Phong lúc nào mà chẳng đẹp trai. Xuất diện đi, rồi Yến chụp cho Phong vài bộ hình ha. Ừ. Tùng, mày khóc đi à? Khóc cái gì mà khóc, tao là bác sĩ. Ngày nào cũng gặp bệnh nhân như mày, chẳng lẽ lúc nào cũng khóc? Mắt nào chịu cho nổi. Tao không có khóc vì mày đâu. Bác sĩ mà nói với bệnh nhân kiểu đấy đấy. Mà Tùng này, tao vẫn còn đang thắc mắc một điều, không hiểu tại sao trước đây mày đỗ vào trường y nữa. Vì tao đẹp trai được chưa? Thằng khùng này. À, mấy giờ Phong mổ vậy? 5 giờ. Chắc là ca mổ này sẽ dài lắm. Cảm ơn nhé. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần anh còn trên mắt đất này, em vẫn hy vọng. Dù phải đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành. Chỉ cần anh còn trên mắt đất này, em vẫn hy vọng. Em. Sau khi bước qua cánh cửa đó, anh muốn em phải thật vui lên nha. Hồi nhỏ mẹ có chỉ cho anh là khi mà ai hứa với mình cái gì á thì mình phải làm động tác này để bảo toàn lời hứa mãi mãi. Không, lỡ em móc méo em không thực hiện thì sao? Nếu mà em không làm hả? Nếu mà em không làm thì anh sẽ... Anh cười ghê quá à. Em đề nghị qua đó đổi giọng cười đi nha. Thôi được rồi, bây giờ móc quéo đi, rồi muốn anh làm gì cũng được. Anh.
Mà hình như dạo này em bị béo lên đúng không? Đâu có, chị thấy đẹp mà. Em còn đang tính giảm cân đó. Thôi đi cô, dáng đẹp vậy còn giảm cân gì không biết nữa. Nè, xem hình đi, chị ra chị alo một cái nhá. Alo. Alo. Hôm nay nghe nói có người mới lãnh lương, có định khao gì ăn không ta? Cười là sao? Anh Phong ơi, chuẩn bị ra diễn. Vâng, tôi ra đây. Thôi, anh ra diễn đây. Ok, vậy lát gặp ha. Bye bye. Xong chưa em? Rồi ok. Vậy mình chụp vài tấm nữa ha. Về Việt Nam rồi em muốn đi ăn gì? Em muốn ăn cơm tấm. Bên Mỹ cũng có cơm tấm vậy? Nhưng mà em muốn về đây ăn. Đợi anh xíu. Alo. Phải, tôi đây. Tôi đến sân bay rồi. À, tôi muốn nhờ anh sắp xếp một buổi gặp mặt các bạn sinh viên để tôi bàn bạc một số vấn đề mà. Nhưng mà Rita là một môn học không đơn giản đâu. Ok, mình đi em. Vô đây anh. Hai, mọi người khỏe không? Về lâu chưa? Em ngồi đây nha. Ủa, ai đây? Bạn gái tôi đó. Chào em. Ủa mà sao tự nhiên hôm nay gọi tới đây vậy? À, quán này mới mở nên hôm nay giới thiệu cho mọi người được cái Pinot rất hay. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Anh uống gì vậy? À, anh uống gì cũng được. Cappuccino nha. Con đường này không có ai cả, y như là dành riêng cho anh và em thôi. Mà chưa hết đâu, anh còn một món quà khác muốn dành tặng cho em. Em nghe đi. Đây là bài hát anh tự sáng tác. Em là người đầu tiên nghe bài hát này đấy. Thank you.
quán này mới mở, nhưng được cái chơi piano rất là hay, nhất là bài này. Chắc tụi mình phải đi về. Ủa sao vậy? Tại tụi mình đang có việc. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Em đi đâu vậy? Em phải quay lại quán cà phê. Để làm cái gì? Em có chuyện muốn hỏi. Em không cần hỏi gì hết. Anh sao vậy? Em có chuyện muốn hỏi mà. Anh không cho em đi. Buông em ra. Anh đã nói là anh không cho em đi. Đâu em, buông ra. Anh đã nói là anh không cho em đi mà. Suốt 5 năm qua, anh chưa một lần để em khóc. Bây giờ em muốn rời xa anh, để phải khóc nữa hay sao? Bây giờ em đi, nghĩa là em mất anh. Hôm nay anh bị gì vậy? Em đi một chút thôi mà. Em sẽ về nhanh thôi. Em vô nha anh. Anh Phong, chuyện bận không rước anh về được. Về nha. Cảm ơn. Là mì à? À, tại vì hôm nay em chụp hình về trễ nên không có kịp nấu cơm. Mà sao anh không mua gì về ăn hết? Mới lãnh lương gì mà kỳ cục vậy? Anh quên mất. Mà thôi, ăn đi. Phải quên không? Hay là để dành tiền cưới vợ? Ai mà thèm cưới anh chứ.
Ai nói không có người cưới? À, ăn đi, mì nở ra là không ngon đâu. À đúng rồi, tiền nhà tháng này anh cho em đóng trễ một chút nha. Em không cần trả cũng được mà. Không có đâu nha, em không thích người ta nói em là ăn nhờ ở đậu đâu.
từ từ thôi. À khoan, anh ngồi đây để em nghe điện thoại chút nha. Alo. Dạ em thấy liền. Không sao đâu, em cứ đi đi. Có gì em gọi cho Yến, nói là anh đang ở đây nhé. Vậy để em gọi chị Yến đến rước anh liền. Em đi trước nha. Ai vậy? Sao anh không để ý gì cả? Lỡ anh té thì sao? Nhưng anh yên tâm, từ nay đã có em bên cạnh anh rồi. Lỡ anh có té thì em cũng sẽ đỡ anh mà, đúng không? Dành bông của phụ nữ ấy nè. Phụ nữ gì mà cầm bông như cầm súng vậy đó? Anh nói cái gì hả? Buông ra, buông, buông ra. Không. Mày coi kìa, đàn ông con trai gì đi dành bông với tao á. Ê Tùng, mày là đàn ông, sao dành hoa phụ nữ mày? Nghe chưa? Nè, có cầm được bông á thì é vẫn é thôi. Nói cái gì hả Tùng? Cảm ơn. Thank you.
đi một vòng tròn rồi lại gặp nhau. Bởi vì trái đất là một vòng tròn mà. Và cũng bởi vì chúng ta không thể thoát ra được khỏi vòng tròn ấy, nên em mãi mãi ở bên cạnh anh. Nãy giờ có nghe cái gì không? Ngồi cười hoài vậy. Không cười, chẳng lẽ khóc hả? Ê, lại đây. Ê, nếu mà Trúc không trực tiếp nhờ á, thì tôi cũng không có ngồi để tư vấn cho anh đâu. Tôi là trợ lý giám đốc đó. Hợp tác Trúc đi. Cười là thái độ tích cực đó. Nè, mục đích anh đến trái đất là gì vậy? Đây là mục đích anh đến trái đất. Tao vừa mới rủ Vi đi ăn. Chưa bao giờ tao thấy tao men như hôm nay luôn á. Vì chúc mừng mày đã trở thành người đàn ông. Ê, mày nói cái gì á? Thôi, tao còn nói gì đâu. Thôi nhá, tao cho con bú đây. Bye bye. Cười lên anh. Lên. Sao? Anh cười đàng hoàng, nhìn thẳng vô máy. Thì nãy giờ anh nhìn thẳng nè. Cổ giãn ra coi, cái gì mà nó cứng quá à? Thẳng luôn lên, ngực nữa. Lần đầu tiên anh làm mẫu á. Mẫu gì? Cười đơn như cái cơ. Vậy là đánh anh đó hả? Chứ giờ sao? Miếng lựa chưa đánh quá. Giờ tập trung không? Cười lên. Đánh đầu chết quá ta cười. Vậy chụp không? Trời ơi, anh nghĩ sao đi chụp hình gia đình mà đặt đồ siêu nhân là sao? Anh thấy cũng dễ thương mà. Em thấy không dễ thương gì hết á. Cherry Sherry là con gái mà, sao mặc đồ siêu nhân được? Thì là siêu nhân nữ. Con ha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.